Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của tỉnh. Và đến thời điểm này, công tác bảo đảm các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 6 đến 7 tháng 6 2024 với 3 môn thi toán, ngữ văn và tiếng Anh. Năm nay toàn tỉnh có gần 22.000 thí sinh đăng ký dự tuyển, có 16 hội đồng thi đặt tại 15 huyện, thị xã, thành phố với 45 điểm thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã cơ bản hoàn tất. Các địa phương và ngành giáo dục và đào tạo đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực phục vụ cho kỳ thi. Sở cũng đã tổ chức họp đối với là hiệu trưởng các cái trường trung học phổ thông, trưởng phòng giáo dục để triển khai tập huấn về quy chế thi. Còn đối với các cái trường thì cũng đã tổ chức cho cán bộ giáo viên và học sinh học tập về cái quy chế thi để triển khai để thực hiện kỳ thi năm học 2024-2025. Với các phương pháp ôn tập cụ thể cho học sinh trước kỳ thi cùng sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo, tin rằng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, đạt kết quả cao.